sẽ xử lý người kê khai tài sản không trung thực và sẽ tăng mạnh mức xử phạt báo chí đưa tin sai, khai sai số tiền mang theo khi xuất cảnh bị phạt đến 50 triệu đồng. Và đây là một số những chính sách sẽ có hiệu lực trong tháng 12 này. Theo đó, đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên báo chí, nếu gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, phạt từ 70 đến 100 triệu đồng, trước đây chỉ phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập nhưng kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 51 của Luật Phòng chống tham nhũng.